Đề bài nè, đề bài đó là x bình trừ 2x cộng m trừ 3 bằng 0. Được chưa? Thì người ta kêu gì vậy? Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn x một bình, x một bình trừ 2x một cộng x1 nhân x2 bằng trừ 10, 12. Được chưa ạ? Trừ 12. Rồi, thì thứ nhất các bạn nhìn vào đây, tìm m để phương trình có hai nghiệm trước, hai nghiệm phân biệt trước, sau đó mới thỏ cái biểu thức này. Thì để tính được cái biểu thức này đúng không? Thì các bạn nhớ làm cái điều này trước. Vậy các bạn xác định A nè, B nè và C. A bằng 1 nè, B bằng trừ 2 nè và C bằng m trừ 3. Thì ở đây là bài toán có liên quan tới tham số m, các bạn tính được đang đang ta phải thì các bạn tính, nhưng mà ở đây các bạn nhìn vào thì nó không có khó nên mình sẽ tính đang ta luôn cho nó lẹ, là b bình trừ 4 a ac b nè trừ 2 tất cả bình trừ 4 nhân a nè nhân nhân c bằng đây bình phương lên là 4 trừ, phân phối vào luôn nha mọi người, ra 4m cộng 10, 12. Rồi các bạn sẽ ra là đây với đây ra 16 nè, trừ 4m. Trong quá trình giảng mà có chỗ nào bị sai, các bạn cố gắng comment giúp lỡ nha mọi người. Cố gắng comment giúp lỡ. Sau đó các bạn kết luận phương trình có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi delta lớn hơn 0. Đây là lý thuyết nha các bạn. Rồi, khi và chỉ khi delta đây nè, 16 trừ 4m lớn hơn bằng 0. Được chưa? Rồi các bạn chuyển cái 16 này qua đây, vậy là trừ 4m lớn hơn trừ 16. Nhân hay chia số âm chiều đổi, vậy m sẽ trừ 16 chia cho trừ 4 ra 4, và các bạn kết luận m nhỏ hơn 4, thỏa mãn để đề bài. Ok nha các bạn. Rồi để tính thằng này thì thứ nhất nè, các bạn phải tính được hệ thức vectơ để có điểm trước nha mọi người. Hệ thức vi vs thì s bằng x1 cộng x2 bằng trừ b chia a, trừ nè các bạn, trừ b chia a, trừ nè, trừ trừ thành cộng nè, vậy là bằng bằng 2 phần 1 bằng bằng 2. Tiếp tục b nè bằng x1 nhân x2 bằng c chia chia a, c đâu ạ? C nè chia a nè bằng m trừ 3 phần 1 là ra m trừ 3. Được chưa? Tiếp theo để tính được cái biểu thức này thì các bạn nhìn vào cái đề giúp lợi, quan trọng là chỗ này nè, tập trung nha bạn. Thì đây là x1 đúng không ạ? 2x1 bình trừ 2 lần x1 đúng không ạ? Thì x1 là nghiệm của cái này đúng không ạ? Mình đánh số 1 nha mọi người. X1 mình có x1 là nghiệm của số, nghiệm của 1. Vậy tương đương ta viết lại đề nè. Đó, viết lại đề bằng bằng 0. Vì x1 là nghiệm của thằng này thì cái chỗ nào có x các bạn thay bằng số 1 giúp lợi, là x1 giúp lợi nha. Ok chưa ạ? Và các bạn nhìn vào đây, x1 bình trừ 2 lần x1 là thằng này đúng không ạ? Vậy ở đây mình thiếu a, đúng rồi, ở đây là rồi. Ở đây mình coi coi mình kiểm tra lại đề coi bị thiếu cái gì không nha bạn. À, ở đây là x2 nha mọi người, ở đây là x2 nha. Đó, ở đây là x2. Vậy mình sẽ có gì à? X1 bình nè, giữ thằng x1 bình lại, cả cái này mình chuyển qua đây. Đó, vậy là x1 bình bằng chuyển với đổi dấu nè, 2 lần x1 cộng xin lỗi trừ m cộng cộng 3. Các bạn tin ý không ạ? À? Các bạn thấy không ạ? À? Đó, cái bước này là quan trọng nè, cái bài toán này quan trọng nhất là cái bước này nè. Đó, vậy các bạn viết lại đề x1 bình trừ 2 lần x2 cộng x1 nhân x2 bằng trừ 12. Thay cái x1 bình bằng thằng này vào đây, vậy là 2x1 nè trừ m cộng 3. Rồi, trừ trừ 2x2 trừ hay cộng ta? Trừ trừ 2x2. Rồi, cộng cho x1 nhân x2 bằng trừ 12. Các bạn kiểm tra đúng không nha? Để lại kiểm tra lại đề nha mọi người. Rồi, cộng nè, đúng rồi.
trừ cộng trừ rồi chuyển qua. Rồi ok, chuyển qua nè, đổi dấu nè. Sau đó cũng tương tự ở đây là thế nè, x mày đây thế nè. Rồi, tiếp tục như vậy ta sẽ tương đường để hai hàng này gần lại nha các bạn. Vậy là bằng hai lần nè. Hai lần x1 trừ hai lần x2 cộng, để này lại gần nè, x1 nhân x2 đây nè, trừ mang qua bên đây luôn, mang hết cái đống này qua đây, vậy là m trừ 3. M trừ 3 trừ 12. Đó. Cẩn thận nha, bước này tuyệt đối không để sai nha các bạn, sai là coi như đi đai cái bài này á. Cái bước này là cộng trừ nhân chia, cẩn thận vào. Đó. Vậy từ đây nè, các bạn mang hai đặt làm nhân để chung, x1 trừ x2 đây, cộng x1 nhân x2 bằng ở đây là m trừ 10 15. Chỗ này có chỗ nào sai các bạn comment liền nha, để không là các bạn bị rối á các bạn. Tới đây rồi các bạn có thấy chỗ nào sai không ạ? À? Nếu không sai thì tiếp tục nha các bạn. Tiếp tục nha. Tiếp tục thêm bớt. Thêm bớt là sao ạ? À? Thêm bớt là sao ạ? À? Thầy giảng lại chỗ thay đi ạ, à? Em chưa hiểu lắm. Chút Lợi sẽ up lại nha bạn. Các bạn phải tham gia những nền tảng khác giúp Lợi đi ạ, à? Lợi sẽ up lại nha. Rồi, tiếp theo tới đây rồi làm sao nữa ạ? À? Tới đây rồi làm sao nữa ạ? À? Tới đây rồi làm sao nữa các bạn? Thêm bớt đưa về tổng. Không có được thêm bớt bạn ơi. Tại vì hiện tại thời điểm này nó không phải là x1 bình trừ x2 bình đâu mà thêm bớt. Rồi, tiếp theo nha mọi người. Tiếp theo mà mình viết lại cái này nha các bạn, để cho các bạn thấy nè. X1 trừ x2 cộng x1 nhân x2 bằng m trừ 15. Rồi, các bạn nhìn vào đi ạ. À. B có chưa ạ? À? Đây, B nè. Các bạn thay B vào. Đây là thay B nè. Vậy tương đương 2x1 trừ x2 bằng, thay B vào nè, m trừ 3 bằng m trừ 15. Rồi, các bạn rút nè. Đó. Và các bạn chuyển thằng này qua đây nè. Vậy là bằng tương đương 2x1 trừ x2 bằng, đây chuyển qua đây là ra trừ 12. Thấy chưa ạ? À? Trừ 12. Sau đó mang số 2 này qua là ra được lại là trừ 6 bằng trừ 6. Đây là hiệu và ta viết nè, tổng nó lại đây chỗ này, cái chỗ tay là viết nè, x2 bằng 2 và viết lại cái chỗ này, x1 trừ x2 bằng trừ 6. Đây là dạng gì ạ? À? Tổng hiệu hồi lớp cấp 1 đó. Lớp 4 và lớp 5 các bạn học rồi. Muốn tìm số hạng thứ nhất, một là các bạn bấm máy tính theo hệ phương trình bậc nhất, hai ẩn, hai là các bạn dùng kiến thức cấp mấy à? Cấp 1, đó là muốn tìm số hạng thứ nhất, ta lấy tổng cộng hiệu chia 2. Đó, vậy là lấy đây cộng đây là ra là trừ 4 chia 2 ra trừ 2. Tiếp tục muốn tìm số hạng thứ hai, ta lấy tổng trừ hiệu chia 2. Đây trừ đây ra là 8, 8 chia 2 đã ra 4. Được chưa? Đó. Được chưa? Vậy có x1, x2 thì ta thay x1 bằng trừ 2 và x2 bằng 4 vào cái hàng còn lại. Đây là x nè. Vậy còn cái thằng B đâu ạ? À? Đây cái thằng B nè các bạn. Thằng B vào B bằng x1 nhân x2 bằng m trừ 3. Vậy tương đương thay nè. Trừ 2 nhân 4 bằng m trừ 3. Tới đây các bạn giải ra. Thì giải ra đây là trừ 8 nè. Bằng m trừ 3. Và viết thằng này ra phía trước giúp Lợi. Vậy là m trừ 3 bằng trừ 8. Chuyển thằng này qua. Vậy là m bằng mấy à? Bằng trừ 5. Được chưa? Các bạn xem coi có bị sai gì không ạ? À? Ok không ạ? À? Ok không ạ? À? Ok mọi người? Ok.